À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em lên tiếp một lô băng bao gồm 20 chiếc của Maxell với độ dài là 90 phút. Tất cả đều là băng tiếp 1. Nó được mang thẳng về từ Nhật qua đường hàng không và chưa sử dụng tại Việt Nam. Ở trong cái lô 20 chiếc này thì bao gồm 10 chiếc là ở cái mẫu UL 90 phút và 10 chiếc ở cái mẫu UR 90 phút. Về băng Maxell thì chắc có lẽ là chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Đây là một cái thương hiệu quen thuộc đối với dân chơi tại Việt Nam. Và dòng băng này là một trong những cái dòng băng cho cái chất lượng ghi thâu tốt nhất trong những thể loại băng tiếp 1 hiện có trên thị trường. Một cái ưu thế lớn của những cái cuốn băng 90 phút đó là nó không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Có nghĩa là với một cái thời lượng 90 phút thì chúng ta thoải mái sao chép một cái đĩa CD vào cuốn băng này mà không lo là nó không đủ độ dài. Bởi vì một cái đĩa CD thì bình thường nó chỉ vào tầm khoảng 80 phút thôi ạ. Chúng ta có 10 cuốn Maxell dòng UL 90 phút. Tất cả những cái cuốn này đều được em tuyển lựa kỹ từ một cái lô lớn hơn. Đảm bảo băng đẹp, không nhăn, không mốc, ghi thâu tốt. Thế thì cái ưu thế tiếp theo của những cái cuốn băng mà được các hãng người ta định hình ở cái phân khúc chuyên ghi thâu là gì? Có nghĩa là khi các bác đã ghi được một lần rồi, các bác chán thì các bác lại ghi tiếp lần thứ hai, lần thứ ba và thậm chí đến lần thứ tư, thì cái chất lượng khi ghi vào băng nó vẫn không đổi. Đó, đó là cái ưu thế tuyệt đối của những cái dòng băng mà được các hãng người ta xây dựng ra để mà chuyên trong lĩnh vực ghi thâu. Thể loại băng UL và UR của Maxell là những cuốn như vậy. Trước đây thì em cũng đã từng có những cái bản ghi demo chi tiết về cái dòng băng này rồi. Về chất lượng ghi thâu thực tế của dòng băng UL và UR của Maxell ấy, thì em thấy là nó cho một cái dải cao cực kỳ tốt. Dải âm cao nó sáng trong và cái chất âm tổng thể của dòng băng Maxell khi mà chúng ta ghi thâu thực tế là nó rất bay bổng, nhẹ nhàng bay bổng và gần như là nó hợp nhĩ với khoảng trên 90% những dân chơi bằng cassette tại Việt Nam. 20 cuốn, tất cả những cuốn này đều được em tuyển lựa kỹ lưỡng, đảm bảo ghi thâu tốt. Cho đến ngày hôm nay thì cũng là cuối năm, cuối tháng rồi. Và bác nào thực sự mà có nhu cầu ấy thì cứ liên hệ trực tiếp với em để lấy giá. Em xin phép không báo ở đây. Nhưng chắc chắn là nó sẽ có một cái mức giá cực kỳ tốt để bác ôm về thì thoảng buồn tay buồn chân lôi một cuốn ra ghi thâu ha. Có đôi khi là chúng ta cũng tự tìm đến những cái niềm vui với những cái thứ nhỏ nhỏ như thế này. Khi mà chúng ta ghi thâu được một cuốn băng mà nó hợp nhĩ hợp ý ấy, thì tự bản thân chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Đó. Một cái hạnh phúc nó tương đối là giản đơn nhưng mà cũng cần có. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em đề ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.